Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tuyển chọn. Để video buổi sáng sớm ngày hôm nay thì em Dương lại tiếp tục sale cho anh em nhé. Và sáng nay sẽ là sản phẩm áo polo, đồng giá là 99.000 cho một sản phẩm, free ship toàn quốc cho anh em. Anh em nhận hàng thì có thể là mở hàng ra kiểm tra hoặc thử thoải mái nhé. Nếu mà không ưng hoặc không hài lòng về sản phẩm thì vui lòng gửi lại cho ship giúp em. Thanh toán giúp em là 30.000 tiền ship phí hoàn về anh em nhé. Thì hôm nay thì em sẽ tiếp tục lên từ mã U nhé, mã U301 nhé. Hàng áo polo trong kiện Nhật và em kiểm tra rất là kỹ, độ mới cực kỳ cao anh em nhé. Mã đầu tiên này, U301 này, con áo họa tiết cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Đây, họa tiết kẹt màu lông chuột nhé. Độ mới con này nó khoảng độ 97-98%. Áo như mới luôn anh em nhé. Đây, con này Plastico, đây, nơi hiệu của Nhật nhé. Đây, bên trong anh em này, con có kẻ caro luôn. Con này đẹp quá. Áo kẻ rất đẹp nha anh em nhé, áo kẻ cực đẹp luôn này. Ở mã U301 này, vai 46, bụng vai 46 này, bụng 46 nhé, và dài áo là 65, U301. Con này là 50% cốt tông, 50% polyester, hàng nội địa Nhật nhé, tác mới tinh luôn. Mã tiếp theo này, em áo kẻ tiếp nhé, em áo kẻ tiếp này. Độ mới rất là cao nhé. Trước kẻ đằng sau màu đen này. Ở mã U302, vai 52, bụng 57, dài áo là 74 nhé. Đây, áo mới trên 90% luôn anh em nhé. Con này là made in China này, cốt tông 100%, tác đây anh em nhé. Ở mã tiếp theo này, mã áo polo của Ferrari nhé. Coi độ mới 95% này. Đây anh em này, cổ áo này, đây xì luôn, mới tinh. Đây, Ferrari nhé, họa tiết theo này, theo Ferrari luôn anh em nhé. Đây. Mã U303 này, vai 50, bụng 55, dài áo là 69 anh em nhé, áo dài 69 và cốt tông cá sấu mềm á. Đây, con này là cốt tông 100% này, made China nhé, tác mới tinh luôn. Ở mã tiếp theo này, bọn em con này nó gọi là kiểu nhà kiểu vải loang ấy. Đây, đây đồ mới khoảng độ trên 90% nhé. Đây, kiểu polo vải loang ấy, chất kiểu hình loang ấy. U304 này, vai 48, bụng 55, dài áo là 70 anh em nhé, kiểu hình loang. Đây, con này là 65% là cốt tông, còn lại là polyester, tác mới tinh luôn. Ở mã tiếp theo này, đây con này, đây màu xanh nhá, kẻ ngang nhá, độ mới rất cao nhá. Đây, đây cổ áo nó hơi bị một tí thôi. Đây, và chất vải chất áo ấy, anh em nhỉ, rất mới luôn nhá, vải cốt tông mịn, chất liệu là cốt tông 100% nhé, form size M. U305 này, vai 39, bụng 47, dài áo là 66 anh em nhé. Con này ở top value này, chất liệu là cốt tông 100%, tác anh em nhé, rất mới này. Tiếp theo là con này thác khác này, độ mới cũng trên 90 luôn này. Đây, áo họa tiết rất là đẹp luôn anh em nhé. Đây, có túi luôn này anh em này. Mã U306 này, vai 40, bụng 49, dài áo là 67 anh em nhé, 55% cốt tông này, gọi là polyester, tác này anh em nhé, rất mới này, cúc dự phòng. Ở mã tiếp theo này, con này của New Balance này, form size L, áo đi tập cho anh em nhé. New Balance này, áo đi tập này, họa tiết in này. Đây, áo rất là mới nhé, New Balance này. Ở mã U307 nhé, vai 46, bụng 52, dài áo là 63 anh em nhé. Ở áo thể thao thì nó sẽ là chất liệu polyester 100%. Đây, tác mới. Con này là hàng nội địa Nhật nhé. Đây, polyester 100%, tác này. Mã tiếp theo này, con này ra cự này. Một thương hiệu của Nhật nhá anh em nhé. Mã tiếp theo này. Đây, con này cũng áo polyester 100%, áo thể thao anh em nhé, chất cực mát luôn. Mã U308 này, vai 42, bụng 48, dài áo là 63 anh em nhé, dài áo là 63. 60% là rayon, còn lại là polyester. Hàng con này là hàng made in Japan, hàng nội địa Nhật nhá. Đây, tác mới tinh luôn anh em nhá. Áo rất mới. Mã tiếp theo này. Venser Exchange nhá. Con này chất mềm cực kỳ luôn anh em ạ. Chất rất mềm luôn anh em nhá. Độ mới 90 này. Mã U309 này, vai 45, bụng 50. Và dài áo là 72 anh em nhá. Dài áo là 72.
đây anh em này, nó chỉ là một lớp vải thôi anh em nhé. Ở bên trong của nó là kẻ caro này, bên ngoài thì nó là cái màu đen, 95% cốt tông này, còn lại là polyester. Con này là cũng hàng nội địa Nhật nhé. Đây, con này chất mềm cực kỳ luôn. Tiếp theo này, intermezzo này, con áo kiểu cổ áo nhá, cổ áo hình kiểu màu sen nhá, rất đẹp này. Đây, intermezzo rất đẹp luôn này, cúc của nó đấy, cúc này, cúc vỏ sò xong rồi nó còn óng ánh, quá đẹp luôn. Đây, con này quá sang luôn này, anh em nhé. Mã U310 này, vai 42 bụng 50, giá áo là 59. Có nào anh em nào tầm khoảng 1m65 đổ lại cho em. Medicina này, 55% cốt tông, polyester, tác đây anh em nhé. Mà tiếp theo này, con này là Patina nhé, Patina này, mấy áo cổ trắng tinh luôn này. Đây, áo họa tiết kẻ ngang. Mã U311 này, vai 56 bụng 56, dài áo là 73 nhé. Dài áo là 73. Con này là cốt tông 100%, hàng nội địa Nhật nhé, tác mới tinh luôn. Patina. Đây, Patina này. Mã tiếp theo này, con này áo của Fila nhé, áo của Fila này, chất cực mỏng luôn anh em ạ. Đây, áo màu xanh tím than, mới trên 90%, rất mới nhé. Đây, bên này có thêu Fila này. Đây, thêu Fila này, áo rất mới anh em nhé. Mã U312 này, vai bụng 44, dài 69 nhé. Con này không có vai, ngang 44. Đây, con này là chất cốt tông 100%, cốt tông con này siêu mịn luôn. Mã tiếp theo này, con này Stello này, phong size M nhé. Áo con này có họa tiết thêu này, có hình thêu đây anh em nhé. Đây, độ mới con này trên 90. Đây anh em nhìn cổ áo này, còn rất là mới nhé. Còn mã U313 này, ở vai 37, bụng 47, giá áo là 62 nhé. Còn anh em tầm 50-55 cân này, mặc đẹp. Cốt tông 100% này, hàng nội địa Nhật nhé. Mã tiếp theo này, Urban Set này, con này áo thêu rất đẹp nhé. Thêu hai bên này, thêu hai bên này anh em này. Đây, con này mới cũng phải trên 90, anh em cổ áo này. Đây, con size L nhé. Mã U314 này, vai 44, bụng 49, giá áo là 73 anh em nhé, giá 73. Đây, con này cúc này, còn 3 màu này, đẹp luôn. Sáu mươi lăm phần trăm polyester, còn lại là cốt tông, tang đây anh em nhé, áo rất mới luôn. Tiếp theo là con này của Lakeland này, Lakeland này độ mới 95%. Đây, áo chất liệu rất mềm nhá, rất đẹp này anh em này, có túi này, đây cổ áo này anh em này, cúc dập hiệu nhá, đây cúc dập hiệu này. Đây, con này cũng size nhỏ này anh em nhé, màu lông chuột này dễ mặc này. Mã U315 này, vai 49, bụng 56, dài áo là 62 nhá anh em nhé, dài áo là 62. 55% là cốt tông và polyester, cũng hàng nội địa Nhật nhé anh em nhé. Tiếp theo là ta đến với hang then nhé, áo màu nâu này, này các chú các bác mặc đẹp lắm này. Đây, có tiếp theo này, nó là hình theo, theo theo logo hình đôi chân. Đây, đồ mới khoảng 90. U316 này, vai 44, bụng 47, giá áo là 64 anh em nhé. Đây, con này tác nó hơi mờ một chút, chất liệu cốt tông 100% anh em nhé, cốt tông 100%, con này là hàng nội địa Nhật nhé. Tiếp theo này, Mr. Pin này, con áo kẻ ngang nhé, chất con này cực mềm luôn, cực mềm và mỏng luôn này, chất thích cực kỳ luôn anh em nhé. Đây, độ mới con này khoảng 90% này. Đây, một con áo theo cái phong cách gọi là rất là đơn giản rồi, chất liệu cực mát luôn. U317 nhé, vai 45, bụng 47, giá áo là 66 nhé. 55% là cốt tông, còn lại là polyester, hàng nội địa Nhật này, tác này anh em nhé, mới tinh. Mã tiếp theo này, con này kiểu áo thổ cẩm này anh em này, áo thổ cẩm này, chất còn lại mát lắm, màu rất đẹp nhá anh em nhé, màu rất hay nhá. Đây, áo mới con này 95% này anh em này, áo như là áo mới luôn. Đây nhá, rất hay nhá. Mã U318 này, vai 43, bụng 52, giá áo là 71 anh em nhé, giá áo là 71 này, 75% polyester, còn lại cốt tông, còn lại mát kỳ luôn anh em nhé, cúc này, cúc rất đẹp luôn này,
Mà tiếp theo này, may lau gian, con này kiểu áo cho các chú các bác này. Đây, các chú các bác đứng tuổi mặc này, rất đẹp này. Đây, cúc của nó anh làm anh em nhìn này, cúc đẹp. Tiếp theo nhá, độ mới con này ở trên 90 luôn. Chất mát nha anh em nhá, con này chất mỏng và mát đấy. Mã U319 này, vai 45, bụng 52, giá áo là 69 anh em nhé. Giá 69, con này là cốt tông pha với polyester. Con này tác nó bị mờ mất rồi, tác nó mờ mất rồi anh em nhé. Tiếp theo này, con áo trông rất kiểu phong cách rất là gọi là lãng tử anh em. Đây, chấm bi này, rất đẹp nha anh em nhé. Đây, độ mới khoảng trên 90% luôn. Áo rất mới nhá. Đây, và đẹp không anh em? Trông quá sang luôn. Mã U320 nhé, vai 38, bụng 42, giá áo là 63 nhé. Anh em là tầm khoảng 55 cân đổ lại cho em nhé. 55 cân đổ lại giống như tạ người như của em mặc được này. Cốt tông 100%, hàng nội địa Nhật nhé. Và tiếp theo này, con này Glory Grill này. Đây, con áo cũng size nhỏ nhé. Cũng size nhỏ cho anh em, độ mới con này khoảng 95%. Đây, con này kiểu chất pha nhé, cốt tông pha. Nhưng này mà không bao giờ lo bị nhăn. U321 này, vai 40, bụng 46, giày áo là 61 nhá. Cái đầu pha nó vừa mát mà nó không bao giờ lo nó bị nhăn. 63% polyester này, gọi là cốt tông nhá. Hàng con này là made in China, tác dự phòng này. American Earth này, con này form size M này. Made in Pakistan nhá, này M như kiểu MO. Đây, kiểu MO anh em nhé. Mã U322, vai 43, bụng 52, giày áo là 70 nhá. Cúc dập hiệu rồi, cúc dập hiệu anh em này. Đây, con này mới khoảng 90%. Made in Pakistan, cốt tông 100%, tác mới tinh. Tiếp theo này, một con áo màu vàng nhá, Castaway Jack này, cho anh em nào da sáng nhá, da sáng mặc rất đẹp luôn này. Túi này, có hình thêu này. Đây, con áo vàng mới tinh. Mã U323, vai 51, bụng 60, giày áo là 69 anh em nhé. Áo dài 69 này. Con này là 54% cốt tông, còn lại là polyester, tác đây anh em nhé. Áo mới tinh. Tiếp theo này, con này là glimmer, áo polyester này. Con này mới 97-98%. Áo không khác gì áo mới luôn này. Có hình in cả sấu này anh em này. Áo thể thao nhé, chất polyester 100%. U324 này, vai 44, bụng 48, giày áo là 65 nhé, ngoài mới lắm anh em ạ, không khác gì áo mới luôn. Polyester 100% này, hàng made in Việt Nam, tác đây nhé. Mã tiếp theo này, con này của The Shop TK nhé, con áo rất mới luôn này, mới 95%. Con này thì áo kiểu theo cái gọi là phong cách trẻ, nó kiểu chấm sơn ấy, chấm sơn trên áo này, con áo đây. Phong cách rất trẻ cho anh em nhé. Nó có viền cổ, là viền tay luôn này. Rất mới nhé. U325 này, vai 44, bụng 50, giày áo là 65 nhé. Hoặc là các chú các bác kiểu như là thích đổi gió, mặc cho nó kiểu trẻ trung ấy, vẫn được. 53% là polyester, còn lại là cốt tông, tác mới tinh này, made in China. Mã tiếp theo này, Mizuno này, áo thể thao cho anh em nhé. Mizuno này, mã tiếp theo nhé. Còn lại phong size S này. Đây, này đồ mới nó khoảng độ 87-88% Mizuno. Mã U326 này, vai 48, bụng 49, giày áo là 65 anh em nhé. Giày áo là 65. Con này made in Japan luôn, polyester 100%, áo thể thao. Mã tiếp theo này, con này có Magic Sơn nhé. Con này mới lắm, con này mới về 95% này anh em này. Áo như mới nhé. Trên túi nó còn thêu này. Áo của Magic Sơn này. Đây, cũng kiểu phong cách gọi là đơn giản thôi. U327 nhá. Vai 46, bụng 53, giày áo là 66 anh em nhé. Con này thì nó là 85% là polyester, còn lại là cốt tông. Con này cũng hàng nội địa Nhật nha anh em nhé, tác mới tinh này. Mã tiếp theo này, con này có Rita này. Con này cốt tông siêu mịn nhá, dòng cốt tông Maxeri. Đây, độ mới trên 90%. Mã tiếp theo nhá. Đây, hoa tiếp theo này. Mã U238 này, vai 40, bụng 46, giày áo là 74 nhé anh em nhé. Giày áo là 74. Con này là cốt tông 100%, cốt tông siêu mịn luôn. Mặc này bao mát cho anh em luôn này.
Simple Eye nhé. Con này áo màu hồng này, màu hồng này, xong nó có thêm các cái họa tiết nhé, thêu ở trên túi này, nên nó có túi áo nhá. Đây, con này mới lắm, con này mới cũng phải đến trên 90 này anh em này, cổ áo này mới tinh luôn. Ở mã U239 này, vai 47 bụng 51, giá là 65 nhá. Con này nó bị hơi bị thủng một tí ở đây. Con này em để tặng nhá. Con này nó có cái đây này, châm kim này này. Ở mã U329 nhá, em để tặng em nhá. Ở mã tiếp theo này, con này của Lon Graham. Con áo vàng cho anh em nào da sáng tiếp nhé, con này màu vàng nhạt này. Mã U330 này, vai 47 bụng 49, dài áo là 72 nhá. Đó 72. Đây con này cúc mắt mèo này anh em này. Quá đẹp luôn. Đây, chỗ tiền túi này có thêu này. Ở U330 nhá, vai 47 bụng 49. Dài áo là 72, cotton 100% này, hàng nội địa Nhật nha anh em nhé. Đang này, áo mới. Tiếp theo là Yamamoto nhé, một con áo họa tiết kẻ này. Đây con này có chú của bác mặc này, rất là phù hợp nhé. U331 này, vai 45 bụng 50, giá áo là 63 anh em nhé. Đây có xẻ tà này. Con này là 60% cotton, gọi là polyester, tác mới tinh này. Tiếp theo này, một em The Lock Face nhé. The Lock Face này. Con này thì độ mới nó rơi tầm khoảng độ 90%, nhưng mà nó có cái hình in này của nó hơi bị nứt vỡ hình một tí thôi. Áo rồi nó phay em bán 99.000 ra là rất là hợp lý ấy. Tại áo mới của nó toàn vài trăm đô ấy. Đây, trên này nó có hình in này, giờ lock phay nhá. Đằng sau nó có hình thêu này, thêu thì rất mới rồi. Đây, hình thêu này. Con này anh em mặc anh em bao mát luôn, chất cốt tông. Cúc của nó tập hiệu này. Đây, con giờ lock phay này. Ở mã U332, vai 45 bụng 49, giá áo là 63 nhé. Đây, con này có chú bác nó khóa kéo đấy, có thể là mình để thêm đồ trên này được. Con này hàng nội địa của Hàn nhé. 95% là cotton, polyester, tác này em nhé. Đây, rất mới, tác thì còn rất mới. Tiếp theo là một con áo polyester này, áo thể thao này, của Fireout nhé. Này rất mới luôn này. Đây, này mới 95%. Đây hình in của nó hơi nứt một tí ti rồi anh em nhé. Còn lại là chất áo vẫn còn rất mới luôn. U333 này, vai 43 bụng 52, giá áo là 63 anh em nhé. Cúp polyester 100%. Con này là cũng nội địa Nhật này. Đang anh em nhé, mới tinh. Mã tiếp theo này, Graphic này, một con áo chất con này rất mềm và mỏng nhá. Đây, hình thêu này, thêu này. Con này thì độ mới rơi tầm khoảng độ 88-90%. Mã U334 này, vai 39 bụng 44, giá áo là 62 nhé anh em nhé. Giá áo là 62, cotton 100% này. Đây, tác này rất mới nhé. Ở mã tiếp theo này, con này còn Neverland này, con áo cũng kiểu chất liệu cotton nhé. Đây, có túi này. Đây, trên cổ áo nó có hai vạch này. Này, trông rất là trẻ nhá. Ở mã U335 này, vai 45 bụng 51, giá áo là 70 anh em nhé. 65% polyester này, lại cốt tông. Tác này anh em nhé. Áo rất mới này, hàng nội địa Nhật nhé. Tiếp theo chúng ta đến với Cut Silver này. Cut Silver là một con áo gọi là áo phong cách trơn này, đơn giản thôi. Trên này nó có thêu một cái logo nhỏ của hãng này. Đây, con này cũng độ mới nó khoảng 90%. Đằng sau cổ áo nó có chữ Cut Silver này. Con này là form size M. Size M dáng slim. Sản xuất tại Pakistan nhé. Sản xuất tại Pakistan anh em ạ. Đây, nguồn áo trơn này. Ở mã U336 này, vai 41 bụng 48. Giá áo là 72 nhé anh em nhé. Giá áo là 72. Đây, nó có vạt áo xẻ tà này, Cut Silver. Made in Pakistan, cotton 100% luôn anh em nhé. Đây, tác này. Mã tiếp theo này, con này của Paradiso nhé, Paradiso Gop nhé. Con này là dòng áo gop chất liệu polyester, chất thể thao cực mát luôn anh em này. Áo gop này. Mã tiếp theo này, đây, con áo đỏ này, có viền cổ này. Đây, con này mới lắm, con này mới 95%. Mã U337 nhé, bụng 53 dài 65 anh em nhé.
mà nó không có vai. Anh em cứ theo dài áo thôi, ví dụ như là dài 65 thì anh em cứ tầm khoảng 1m60, 1m68 là ok. Chất polyester 100% nhé, còn này mới China này, đây, áo gốp anh em nhé. Và mã tiếp theo này, con này ui, cô tông con này mịn lắm, siêu mỏng luôn, vui nét này, đây. Đây con này cô tông siêu mỏng luôn anh em nhé. Mặc con này bao mát luôn, tiếp theo này. Mã U338 này, vai 40 bụng 48, dài áo là 70 nhé, dài áo là 70. Con này cotton 100% này, áo cotton siêu mịn, rất mỏng. Đây, hàng nội địa Nhật anh em nhé. Tiếp theo này, Antilabel này, Antilabel Jean. Đây, một con áo độ mới cao nhé, mới khoảng 95%. Đây, áo như mới luôn này. U339 này, vai 39 bụng 47, dài áo là 65 anh em nhé. Đây, tác con này nó hơi mờ một tí thôi, chất liệu cotton pha anh em nhé. Ở mã tiếp theo này, con này cross crack nhá. Con này áo cực mới này, cũng mới khoảng độ 90-95%. Con này chất cực mịn luôn anh em ạ, chất mịn lắm. Mã tiếp theo nhá, có hình theo này. Đây, con áo họa tiết kẻ sọc này. Ở mã U340 nhá, vai 49 bụng 52, giá là 70 nhá. Nó cái họa tiết kẻ sọc này thì là ví dụ như là cái chú bác mình mà người đậm đậm một chút ấy, thì mình mặc cái áo họa tiết kẻ sọc này thì mình trông người mình sẽ thon gọn hơn ấy, trông sẽ cao hơn, rất là đẹp. Đây, con này cúc tập hiệu này. Đây nó có một cái tác nhỏ ở đây nhé. Cotton 100%, cotton này mịn lắm. Sản xuất tại Malaysia nhé. Đây, trên này tác ở trên này hết anh em này. Đây, con này mặc chất cực mịn luôn. U340 nhé, vai 49 bụng 52, giá áo là 70. Mã tiếp theo này, con Nike này. Nike này, con này dòng Nike gốp này. Medicina nhé, Medicina. Con này độ mới nó không được cao anh em ạ. Con này nó khoảng độ 85%. Tiếp theo này, đây, mà chất của này mềm lắm, cotton 100% mềm lắm. Mã U341 này, vai 50 bụng 51, giá là 78 nhá. Con này gốp này, mã 99.000 ra là độ mới nó không cao nhưng mà con này rất mát, cotton 100%. Đây, cúc dự phòng này. Mã U341 nhá, vai 50 bụng 51, giá là 78 nhá. Tiếp theo này, con này áo Canterbury này, con áo của con này mới lắm. Đây, con này mới về trên 90. Và tiếp theo này, chất con này cũng mềm mát. Đây, cổ này nó là cổ bò nhá, thế còn vải của nó là vải cotton mềm nữa. U342 nhá, vai 47 bụng 49, giày áo là 67 nhá, phải chất cotton mềm. Cotton con này rayon này, không phải cotton. Rayon nó con này mềm, chất là mềm ạ. Rayon thì cái chất này thường nếu mà trên áo sơ mi nó làm hay làm áo sơ mi hoa ấy, hay làm chất rayon. Con này của Kenvin này, con áo họa tiết đơn giản cho rất là sang nhá, độ mới khoảng 90%. Áo đen này, đen trơn này. Ở mã U343 này, vai 48 bụng 55, giá áo là 65 anh em nhé, giá áo 65. Đây, áo nó có xẻ tà với chất liệu là 60% cotton, còn lại là polyester hàng nội địa Nhật nhá. Đây, tác này mới tinh. Tiếp theo này, áo của Len En này, con này made in Sri Lanka, độ mới con này khoảng 95 nhé, 95 này, em nhìn thấy cổ áo này, đằng sau này, đây, rất đẹp nhé. Đây, áo thì có màu, gọi là màu đơn giản, màu trơn. Mã U344 này, vai 45 bụng 50, dài áo là 75 anh em nhé. Chất liệu là cotton 100%, đây, tác này anh em nhé, áo rất mới này. Mã tiếp theo này, ủa, con này chất cotton siêu mịn luôn, Enino này, Muracini, đây, con áo kẻ ngang này, chất cotton siêu mềm luôn. U345 này, vai 43, bụng 48, dài áo là 63 nhé, con này mềm lắm. Chất cực mềm luôn anh em này, mỏng dính. Con này là cotton, pure cotton nhá. Cotton này siêu mịn luôn ạ. Đây. Giống như cái dòng áo cao cấp nhé. Dòng áo cao cấp ví dụ như Dunhill em thấy nó hay làm cái cotton mịn này. Tôi thích luôn. Mã tiếp theo này, con này là New Blend này, form size M nhá.
áo màu lông chuột nhé, áo thể dục thể thao cho các anh chú bác mình này, in rất đẹp luôn nhé. U346 này, bụng 50 dài 64 này, của em New Blend. Giá có 99.000 bao ship. 100% polyester nha anh em nhé. Đây. Tăng này. Tiếp theo áo chất liệu cốt tông của Basic Land này, độ mới trên 90 luôn này. Áo gọi là rất đơn giản là basic này. U347 nhá, vai 48 bụng 52. Giá áo là 63. 50% cốt tông này, 50% polyester. Hàng nội địa Nhật này. Mã tiếp theo này, con này của ta khác này, độ mới khoảng 95%, mới tinh. Mới tinh luôn anh em ạ. Đây. Thế con này mềm lắm. Nó pha là con này pha với polyester mà nó không bị nhăn áo. U348 này, vai 39 bụng 49. Giá áo là 64 nhá. Con này nó pha ra là đây, 58% cốt tông. Còn lại là polyester này, hàng cũng hàng nội địa Nhật nhá. Nó pha ra là áo nó mềm, nó không bị nhăn. Tiếp theo này, con áo polyester 100% áo thể thao, mới 97-98% nhé. Đây, áo trơn đơn giản. U349 này, vai 43 bụng 50, giá áo là 64 nhé. Polyester 100% này, hàng nội địa Nhật nhé. Đây, có không thấy ghi logo hãng này. Mã tiếp theo này, Anon Palmer này, con size số 3 này. Anon Palmer này, đây con này độ mới khoảng 90 nhá. Cái hiệu này là nó hay làm cái nguyên liệu của nó là một loại cọ điện với môi trường ấy. Giá áo của nó thì nó không cao lắm đâu, khoảng 1,5 triệu này anh em nhé. Áo đơn giản thôi. U350 này, vai 47 bụng 53, giá áo là 70 nhá. Áo đẹp lắm. Đây, thêu rất đẹp luôn. Con này mình China. Tác mới tinh luôn, cốt tông 100% này. Tác này anh em nhé. Mã tiếp theo này, một em Champion Hong Sa XL nhé. Con này là áo thể thao, polyester 100%, họa tiết in này. Champion mới tinh nhé, 97-98%. Đằng sau có hình in này, Champion này. U351 này, bụng 52, dài áo là 67 nhé. Một em Champion như mới luôn anh em ạ. Đây, polyester 100%. Hàng nội địa Nhật nhé, mới tinh. Mã tiếp theo này, Crocodile. Một em Crocodile này, họa tiết theo nhá. Rồi, con này thì nó mới khoảng độ 88-90%. Mã U352 này, vai 43 bụng 49. Giá áo là 59 anh em nhé. Phải hơi ngắn anh em, tầm 1m6 mặc cho em thôi. Con này không có tác. Con này chất cốt tông 100%. Cốt tông này mịn lắm. Chất cốt tông à. Đây, Crocodile, con size L. Mã tiếp theo này, con áo Âu Nà Vi nhé, cô này chất đây anh em này, mỏng dính luôn này. Đây, rất mịn luôn. Con size L nhé, made in Guatemala. Đây là có hình thêu này, hình thêu này, con này mới tinh luôn. Mới 97-98%, nhiều mới nha anh em nhé. U353 này, vai 47 bụng 53. Giá áo là 70 nhé. Con này bị cắt mất tác rồi sao, nó có một cái tác này nhưng nó không ghi chất liệu. Nó còn lại cốt tông mịn anh em nhé, cốt tông cực kỳ mịn luôn. Mã tiếp theo này, Aniquilo Form Size M nhé. Hàng bên China, áo đỏ này, mới tinh này. Đây. Mã U354 này, vai 41 bụng 46. Giá áo là 66 anh em nhé. Giá áo là 66 này. 70% cốt tông, là polyester, tác mới tinh. Mã tiếp theo này, con này của Vision Quest này, con size L này. Đây, một con áo có dạng 4 chiều nhá. Áo có dạng 4 chiều này, màu đen trơn, màu xanh tím than. Mã U355 nhá, vai 43 bụng 51, giá áo là 67 nhá. Đây, mới tinh. Mới tinh. Con này là made in Cambodia. Chất liệu là polyester 100%. Tác này anh em nhá, mới tinh luôn. Chất polyester là chất thể thao anh em nhé. Thấm hút mồ hôi tốt mà nó khô rất là nhanh. Glimmer nhé. Áo cũng áo polyester. Áo thể thao tiếp nhé. Polyester 100%.
mã U356 này, vai 44 bụng 48, dài áo là 66 anh em nhé. Made in Việt Nam này, polyester 100%, tặng anh em nhé. À, mã tiếp theo này, con này cũng áo poly, áo thể thao tiếp này, họa tiết in rất là đẹp luôn. Đây, họa tiết in cực kỳ đẹp luôn, rất nét nhá anh em nhé, nét căng luôn. Ở mã U357 này, vai 45 bụng 50, dài áo là 66 anh em nhé, dài áo là 66 này, polyester 100%, hàng con này hàng nội địa Nhật, đây tặng anh em nhé, mới tinh. Tiếp theo này, lại áo polyester tiếp, ô con này mới 97-98%, mới tinh anh em ạ, áo glimmer tiếp nhé, đây mới lắm anh em, như áo mới nhé. Đây có 99.000 bao ship này anh em này, con áo mới tinh. U358 này, vai 45 bụng 49, dài áo là 66 anh em nhé. Con này mới đi Việt Nam, polyester 100%. Ở mã tiếp theo này, con này là của Pony nhá. Con áo họa tiết hình cây dừa này, rất là đẹp nhá. Áo em mặc đi biển đẹp này, thêu này. Đây, con này độ mới nó khoảng độ 88%. Ở mã U359 này, vai 50 bụng 61, dài áo là 70 nhá. Dài áo là 70. Đây, có xẻ vạt này, con này chất liệu cốt tông này. Cốt tông 100% nhé, tác mới này anh em này. Còn mã cuối cùng em lên cho anh em một con Puma màu tím này. Hình đằng sau nó hơi bị nứt một tí này. Đây, con này áo đẹp lắm, mới lắm. Đây anh em nhỉ, heo nhé, rất đẹp luôn này. Puma này, chất vải rất là mới nhé, vải chất thể thao. Mã U360 nhé, vai 40 bụng 45, dài áo là 64 anh em nhé. Đây, cúc nào cũng dập hiệu cho Puma này. Chất polyester 100% nhé, Puma này, con này Mechina. Đây, tác là hai cục dự phòng này, rất mới nhé. Mã cuối cùng nhé, U360, vai 40 bụng 45, dài áo là 64 anh em nhé. À rồi, vậy là em đã lên hết khoảng 60 mã áo polo cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các chú bác mình đã chú ý quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.